Rồi mấy anh em ăn kêu gần 2 tiếng đồng hồ anh em, gần 2 tiếng đồng hồ mới bắt được con nói này anh em. Cá này tận tới số luôn anh em. Rồi mình đổi tiếng giờ kêu tiếng dở khệt anh em ơi. Rồi bắt bỏ vẫn ok anh em. Má con này trận là đúng là trận luôn á. Trưa nắng chang chang, 3 giờ nắng chang chang lên ngồi tới giờ này 5 giờ luôn. Nó đấu với mà hồi đấu nó bay tới bay luôn, nó kêu hồi nó nín, hồi nó kêu nó nín. Trời ơi nó quỷ này thiệt. Mình tính đi về hồi gì cái dắt 4 giờ luôn á. Tính được mỗi xung không mà mẹ ơi. Cái bữa đó tưởng ấy giờ nó lợi lợi tiếng mà giờ cũng vậy anh em ơi, nó không lợi tiếng được rồi. Con này hãy nói là dữ, nó kêu kinh khủng luôn á. Ngồi lúc còn đặng á, 2 tiếng đồng hồ đâu có điện thoại nào mà quay được anh em. Điện thoại em thâu quay 4-5 phút là rồi đời rồi. Bởi ít khi nào em quay video toàn quay bắt bỏ cho anh em xem anh em ơi. Thôi em dọc mỗi này em đi về anh em ơi, tối là 5 giờ rồi. Hay làm được kèo bắt được mỗi trận anh em ơi. Chào với anh em ha.